Hồ Chủ tịch, một tấm gương đạo đức vĩ đại trong suy nghĩ của người dân Việt Nam, luôn đề cao vấn đề bảo vệ môi trường. Ngay từ những năm tháng buôn ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã có nhiều bài viết đăng trên các báo về việc bảo vệ môi trường, phê phán chủ nghĩa thực dân khai thác tài nguyên, hủy hoại môi trường ở các nước thuộc địa. Ngoài ra, đi đến bất kỳ nơi nào, Bác cũng có những hành động cụ thể để cải thiện môi trường sống ở đó. Những tư tưởng và việc làm của Bác đã ảnh hưởng rất nhiều đến thế hệ sau này. Tại nhiều cơ quan, vấn đề gìn giữ môi trường làm việc sạch sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Chị Hà là một phóng viên của cơ quan báo chí, đồng thời cũng là một đảng viên nên chị hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Chị luôn hiểu rằng việc gìn giữ không gian làm việc sạch đẹp là việc làm cần thiết để gìn giữ mỹ quan cũng như bảo vệ chính sức khỏe của mình. Từ những cái việc làm cũng như hành động của Bác thì đã giúp tôi nhận thức được cái tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì cái vấn đề ô nhiễm môi trường thì đang bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Bản thân mình cũng có một số cái hành động việc làm cụ thể như là hạn chế sử dụng túi ni lông này, mình cũng trồng một số cái cây xanh tại văn phòng làm việc, hay là mình sử dụng những cái bình đựng nước thủy tinh bằng thay thế những chai nhựa. Không chỉ trong cơ quan mà ngay cả trên những con đường, chúng ta cũng có thể bắt gặp được những hình ảnh xanh sạch, những hàng cây được trồng san sát, được tỉa tót gọn gàng, vừa giúp cho cảnh quan đô thị đẹp hơn, lại vừa giúp cho không khí trong lành hơn. Người dân tuy còn một số bộ phận nhỏ thiếu ý thức thì đâu đó chúng ta vẫn có thể thấy được những hành động đẹp trong việc bảo vệ môi trường như thế này. Tuy chỉ là những hành động nhỏ, nhưng những hành động nhỏ được làm thường xuyên sẽ hình thành thói quen, và nếu nhiều người cùng hình thành thói quen này thì môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng xanh, sạch hơn.